xe tiếp. Anh Tiến ơi, anh Tiến, anh Tiến ơi, các em chia nhau mỗi ngã đi tìm. Vâng ạ. Tiến ơi, con có gặp thằng Minh, con khuyên nó vài câu hộ mẹ. Vâng ạ. Nhưng mà con thấy trong chuyện này vấn đề có khi lại không phải ở anh Minh đâu ạ. Hôm trước con nghe thấy anh Minh nói chuyện với chú Đức có vẻ xuôi xuôi rồi mà, xong rồi tự nhiên lại thay đổi. Hay là Thủy có tác động gì hả mẹ? Cái Thủy á? Thì Thủy không muốn chia sẻ anh Minh với mẹ con. Nên việc Thủy muốn anh Minh ở lại đội cũng là dễ hiểu. Kiến ơi, Kiến ơi, Kiến ơi, đề nghị các phương tiện giao thông giảm tốc độ, nhường đường cho xe chữa cháy để làm nhiệm vụ. Con không thể nào bỏ đồng đội lúc này được. Vậy chắc là anh sẽ bỏ được mẹ anh đúng không? Những lúc em cần anh ở đâu? Bản thân anh thấy có lỗi với đồng đội khi để cho họ vất vả như vậy. Ngọc là mẹ của con gái anh, nhưng em và Quang mới chính là gia đình của anh. Tôi sẽ giành lại anh Minh bằng được. Thủy cứ chờ xem.